Thưa các vị, lịch sử và hiện tại có biết bao nhiêu người đã dùng lời lẽ trí thức để khuyên dạy người đời tu tỉnh, tâm làm thiện, nhưng trải qua nhiều thế hệ, loài người vẫn chưa nhận hết những tinh hoa các bậc tiền nhân. Nay con, nghệ sĩ Thiện Hảo có đôi lời gửi cùng thế gian, ngưỡng mong chư vị trưởng thượng và kẻ hiền trí tham khảo. Hiện nay đức mỏng nghiệp dày, kẻ tu còn lơ đãng, chưa chịu rốt ráo và cách làm người còn bỏ ngỏ, chưa hiểu hết ý sâu xa của lý người tu tại gia. Nay con mạn phép chư vị, con được ăn huệ một chút nên viết ra đây để góp sức với các bậc hiền trí, nhằm hoàn thiện hơn nữa cho những người tu tập được nhiều đức hạnh. Thiện Hảo có đôi lời gửi đến chư vị qua cuốn Khuyến Thiện Tùy Duyên, đã viết vào ngày mùng 2 tháng 7 năm Tân Mão 2011 tại đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc, quận Bình Tân, Sài Gòn. Ngưỡng mong quý vị nghe qua. Trong quá trình diễn ngâm có gì sai sót, xin quý vị hoan hỷ. Tuổi già sẽ bóng như cây cội, như bóng trăng tàn, như đông qua. Khi lúc nhỏ lo tu cho đặng, đến khi già đau thẹn tuổi xanh. Một mai bóng xe chiều tà, niệm câu nguyện Phật Di Đà được bao. Bây giờ còn giọt thì thào, trẻ lo tu sửa Phật nào bỏ qua. Phật tiên như thể mẹ cha, thương trong sanh chúng như là bản thân. Phật đâu có xa có gần, sẵn có muôn phần trong tâm. Tuổi trẻ mà biết kiếm tầm, lo tu học Phật thì gần Phật tiên. Tuổi sanh mà lo bạc tiền, làm mặn phi pháp xích xiền trần gian. Tuổi sanh nắng ở nghìn ngang, làm điều bất nghĩa trần gian ngục tù. Tuổi sanh nắng ở cam thù, oan oan tương báo ở tù trần gian. Tuổi sanh tinh nết ngang tàn, bề trên hỗn xược xóm làng bị khinh. Tuổi sanh sống không hòa minh, làm sao biết đặng trí mình thấp cao. Tuổi sanh như giấc chiêm bao, làm gì phải nghĩ chớ ngao ngán lòng. Tuổi sanh phải học đức tài, giúp dân phục quốc như
học đạo tình thương ở đời. Tuổi sanh ăn nói hai lời, xóm làng khinh bỉ người đời chê bai. Tuổi sanh chớ học đánh bài, tan nhà nát cửa mấy ai làm giàu. Tuổi sanh uống rượu dầm sâu, say sưa bè bét cãi nhau làm gì, để rồi tâm trí mòn hao. Rượu vào lời nói đời nào đúng đâu. Tuổi sanh nhớ có mơ giàu, số đề cờ bạc ngồi nhau cả ngày. Tuổi sanh học nết lời này, lời vàng tiếng ngọc đêm ngày học đi. Vừa học ở nơi trường thì học thêm đạo đức tu mi đành rành. Tuổi sanh đừng có xì ke, bạc bài trộm cướp đua xe đá gà. Tuổi sanh này sống thật thà, việc làm suy nghĩ như nhà chân tu. Tuổi sanh chớ có ngủ bùa, thánh thời thì niệm thị tu lần lần. Tuổi sanh đừng có rằng rằng, tâm ba tâm bảy tập lần thôi hư. Tuổi sanh miệng nói vui cười, vừa ăn vừa nói là người vô duyên. Tuổi sanh vừa biết dành tiền, tuổi sanh phải biết ở hiền với nhau. Tuổi sanh đừng phí thời gian, thì mình chẳng đánh bạc vàng mai sau. Tuổi sanh phải biết rừng sâu, lên ngàn xuống biển đâu đâu cũng thường. Nam Bắc tất cả bốn phương, để đó bầu bạn con đường rõ thông. Tuổi sanh phận gái có chồng, trung trinh mà tiếc hạnh một lòng thủy chung. Lời ăn tiếng nói đừng hung, say xưa cờ bạc tao phùng gái hư. Rảnh rồi thì hãy tầm người, biết đời biết đau đỡ đôi mươi phần. Chớ nên nặng ở giữa gần, kẻ hư tật xấu thêm phần đa đoan. Có chồng rồi phải có con, phụng sự cha mẹ cho tròn phu quân. Ra đường cái áo cái quần, đôi giày cái mũ phải tung mẹ chồng. Ăn ở đừng có hai lòng, nói năng đi đứng cho trong lòng mình. Sống thời hai chữ thiệt tình, có
thì nói có, đừng thì nói không. Tam tùng tư đức phụ chồng, dựng nên cơ nghiệp đồng lòng nuôi con, dạy cho chúng nó thật ngoan, biết trên biên dưới là tròn đạo nhân. Sống đời đừng có tranh hơn, gian nan cực khổ chớ sờn làm dâu. Vợ chồng ăn ở trước sau, cùng cam chịu khổ có nhau trọn đời. Dẫu cho giặc đổi sao dời, hòa minh lý hiệp mơ đời sắc son. Cố gắng bốn phận cho tròn, em dâu anh rể sắc son một nhà. Đôi lời cũng đặng can qua, chớ để tôi già như quả đi đêm. Rảnh thì ta cố gắng xem kinh của Phật mà đem vào lòng. Tập hành rồi phải dài dòng, kinh Phật cố thủ trong lòng đừng phai. Khuyên trong nam nữ gái trai, dẹp tâm tà mi ai ai một đường. Cùng nhau ta mở tình thương, giúp người bi cực con đường thời lai. Sống thì khuyên nhủ cùng ai, chùa chiền ta hãy nghe bài kệ kinh. Nhà thờ đi đến thiệt tình, không phân tôn giáo lòng mình trở tham. Sống vui sống khỏe phải làm, chớ nên ăn bám còn tham của đời. Sống theo luật pháp dạy thời, chính quyền tuân thủ dạy thời sống vui. Chớ sống chỉ có mình thôi, sống mà như vậy ôi thôi một đời. Cách sống như vậy buông lời, sống như thế đó ở đời bị chê. Sống mà còn chấp còn mê, sống buông sống thả hề hề mặt ai. Sống vậy như sống trong gai, lạc vào rừng rậm đố ai cứu mình. Lối sống đừng có tà tính, sống lường sống gạt như bình hoa khô. Sống mà trong cảnh xô bồ, sống không kiêng nể là đồ bất tri. Sống thấy việc ai mặc thì, đến khi lâm nạn ai đi giúp mình. Sống mà sơ hở thì trinh, của người cướp giật cho mình là khôn. Sống mà ăn ngủ dâm bồn, sống như thế đó như chồn cao thôi. Sống mà cả ngày tựa
giùm bay rồi lôi chuyện đời. Ăn nói rồi lại đổi dời, để họ đau khổ vì lời nói kia. Thấy họ nước mắt dầm dìa, mình đẩy tay vỗ miệng kia vui cười. Sống vậy đâu phải làm người, sống như thế đó là người nhỏ nhen. Sống đời còn lầm đua chen, anh em một mẹ mà ghen tức gì. Cha mẹ để lại những chi, ý tài đoạt lợi vậy thì là hơn. Làm thế đâu có chánh chân, anh em như vậy mà hơn làm gì. Lại thêm cách sống khinh khí, anh em thân tộc chẳng thì hối han. Sống mà khoe bạc khoe vàng, khoe như thế đó ai màng mà khoe. Sống mà cứ lóng tai nghe, chuyện ai cũng nói cũng dè biểu môi. Còn thêm cái chuyện lôi thôi, trong nhà mình cháy con ngồi còn xem. Hay nói những chuyện anh em, gặp mày nói nấy còn thèm phân chia. Tranh giành thứ nọ thứ kia, bụi tre gấp chuối gấp đìa gành ao. Sống chẳng tranh thấp tranh cao, tranh tài tranh trí thanh cao đức tài. Cớ sao chẳng sống như ngài Quan Âm thì kinh, chẳng ai sống giùm. Tranh giành cái đụng cái châm, sao không tranh bớt chung cùng tổ tiên. Tới ngày tạo mộ cứu quyền, sao không thấy mặt con hiền tới lui. Hồi nào rằng rằng rô rô, bây giờ ông già tao mộ toàn ten. Hay là ở nhà ngồi chờ, để ai sai sót bụi bờ xó xiên. Vô quậy nơi chỗ gia tiên, sao không đến đó mà phiền chi ai. Má mồ của đấng kim ngai, tổ tiên ai cũng có hai bên thờ. Bên nội bên ngoại trơ trơ, ông bà còn đó mà ngỡ nói gì. Đến chừng tai nạn ra thì, hương trầm quá quê tung trì cầu xin. Ông bà cha mẹ tiên linh, giúp con thác nạn con thì cũng heo. Cũng cho kẻ thế người theo, còn cũng còn giái nạn éo dấp dồn. Ông bà tuy thác còn hồn, đố người biết lẽ đâu tàn. Sống đời ăn ở nghinh ngang, thế nào qua báo họ hàng rõ thông. Sống thì phải sống cho đồng,
hơn thua một tí thì lòng phân chia. Đời ơi mà hãy xem kiềm, hễ tu thì đặng trở về Tây Phương. Tu hành sớm kề chiều hương, giúp cho dân chúng con đường ma ha. Miệng ngồi niệm Phật Di Đà, ở bên xóm dưới có nhà cháy thiêu. Thì mau gấp gấp ta kêu, đồng bào quanh đó còn nhiều còn hai. Mau mau lấy nước lấy cây, dẹp tan ngọn lửa nhà này được yên. Đó là cái hạnh Phật tiên, mình còn có phước tu hiền thành công. Tu hành đừng có ở không, giúp người đắp lỗ ra đồng cây ngô. Rảnh rồi thì ta nằm mồ, không rảnh ta lại may đồ nấu cơm. Nếu ai có nạn trong nhà mà chay tông tan hay là bệnh đau, xa thân giúp đỡ với nhau, tùy duyên quá độ bắt cầu làm ghê. Giúp người đông cuối đông tre, giúp cho xã hội mà kè kênh mương. Giúp cho trẻ đến tới trường, người già đau yếu qua đường lỡ xe. Qua sông ta giúp thuyền bè, cơn mưa bắt chợt mở hè khách lai. Đừng nói bắt lùng gái trai, ăn xin đi điếm hoặc ai phong cùi. Lấy đó mà làm hạnh vui, ban đời hết khổ đừng vui ngơ nhìn. Có việc là ta tự tin, làm được tất cả khỏi xin lưu phần. Bà con lối xóm xa gần, mặc kệ cho họ hơn phần cây ranh. Miệng sao ta sống lòng thành, họ sống tiêu phước họ tranh với mình. Người đời chẳng mấy thiệt tình, bớt lời thì đặng nhẹ mình đôi co. Nếu mình ăn tiệc quá no, giúp người đỡ đôi đêm cho của thừa. Từ sáng tới tối thêm trưa, tâm hành như thế đừng thưa thớt lòng. Lôi sông như vậy thông dòng, sông đặng như thế trong lòng thanh thơi. Sống vậy mới xứng ở đời, thần kiên quý đệ Phật trời chứng tri. Đời này tu tình gắn ghi, làm đặng được thế A-di niệm vào. Thì là ăn ký được trao, mai sau có chết thế nào cũng lên. Thiên đàng rộng mở hai bên, sống vui đời đau đâu đền tội chi. Nói ra lắm việc tu mi, hạnh nguyện Bồ Tát tu trì tại gia. Hai ngày một tháng ta qua, chùa am cũng lạy hay nhà tôi
miên trần gian. Những ngày trai lạc rõ ràng, cần chuyên cố gắng đàng hoàng tại tâm. Cũng đừng o ép kiếm tầm, tới gia người khác thì thầm ăn chay, lại thêm phiền não đọa này. Sai con nít nhỏ tụi mày mua tương, rồi lỡ con nít ra đường, đời này sẽ cố bị thương liền liền. Tới đó gia đạo họ phiền, mình tu như thế mà thiên nổi gì. Tại gia cũng phải ráng trì, ăn chay cũng ráng dậy thì tự lo. Đừng làm người lớn hết hò, sai con sai vợ mua cho tao dùng. Lỡ mà tôi ruộng chịu đùng, chợ kia tan hết thì dùng đồ chi. Mình tu thì phải hành trì, giết ăn giết uống vậy thì đơn sơ. Phật đâu có buộc có chờ, ăn chay mà tạo nghiệp thì mơ làm gì. Tới chừng Phật mở khoa kỳ, bảo anh tu dậy làm thì mâm chay. Tới chừng anh mới lấy quay, tương trao mà nước mắm chẳng ngày biết đâu. Thì ra trăm việc bể dâu, tu mà như thế đừng cầu thanh nhân. Sẵn đây tôi lại khuyên lớn, nhìn hàng Phật tử còn hơn chút mùi cà phê lấy đó làm vui. Thuốc lá tương ớt có mùi hơi khê, uống ăn còn chấp còn chê. Hễ thiếu một chút là ê ủ lòng, thiếu chút lại đi lòng vòng. Làng trên xóm dưới đặng mong mà dùng, am chùa trên núi trong lung. Ai đâu mở quán mà dùng đêm khuya, hỏi rằng đến từ hôm kia. Cúng năm ngàn bạc đem về thương cháo, ăn uống tính sổ là bao. Mà chê của đắng bỏ bao đem về, đó là tham của tư bề. Thập phương ba tánh đem về đó thôi, tu thì phải chịu cúc coi. Chớ đâu hát bội đặng ngồi cho đông, tu rằng chớ có ở không. Sanh tâm sanh bay trong lòng sao an, tu mà chẳng chịu quy hàng. Cho rằng mình đã quy hoàng đường tu, lỡ ai cho mình thần ngu. Mặt mày bấm trơn nghĩ tu la làng, còn thêm tao khổ gia can. Lén chồng lén vợ ra đàn ham mê, bông đá rồi lại số đề. Tan nhà nát cửa con mê không chừa, nếu mà ai lỡ ăn dưa. Nghe tôi nói vậy nên chừa cho mau, đã tu mà còn đi cầu. Ông thần bà thánh số đầu số đuôi,
tu hành mà còn ham vui. Buồn quá mới đánh số đuôi số đầu, đánh riết bạc hết lại rầu. Dây nợ đánh nữa số đầu số đuôi, tới chừng nợ hỏi tới tôi mới thấy cái cảnh cho vui bớt sầu. Ai ơi tu tình mau mau, từ đây quyết bỏ số đầu số đuôi. Dẫu nghèo tiền bạc tài phần, khi cần gần lắm chẳng cần tiền nhờ. Đó là tạo nghiệp nó chờ, tan nhà nát cửa bàn thờ cũng tiêu. Giờ này cũng đã buổi chiều, đôi câu nhắn gửi đến nhiều để huynh. Tu hành phải hết thiệt tình, ăn thiệt nói thiệt gửi mình Phật tiên. Hễ tu một mực phải hiền, chớ đừng ấy thế làm phiền xung quanh. Tu hành đừng có cạnh tranh, thường đổi hạ đạp giật giành kẻ sáng. Ăn nói cho tặng một đàn, lên xe thì phải xếp mang mà đi. Tam bảo thì phải phục quy, tứ ăn hiếu nghĩa dân y một lời. Lấy tâm mà sống ở đời, đừng manh hiếp yếu thì trời đâu dung. Tu hành thì phải giá cùng, tu mà khoác lác anh hùng ta đây. Tu thì phải tựa kiếm thầy, tự tu vô pháp đời này khó khăn. Tu hành lấy lẽ công bằng, đừng chê đừng chấp tôi quen đời tàn. Tu hành ăn nói rõ ràng, mở thâm trí huệ mở màng vô minh. Hành phải thưa phải trình, lấy điều nhân nghĩa xa mình giúp dân. Sống đời còn tại dương trần, anh em kết nghĩa thì gần nhau hơn. Hỏi cần thì gõ thì đơn, giúp giùm qua khỏi cái cơn hiểm nghèo. Một chút cũng phải kêu reo, nạn chút cố gọi nghèo nghèo đêm ngày. Khi khổ như giống ăn mày, anh em qua tuần đời này không quên. Nhưng rồi gặp được dịp men, làm ăn giàu có thì quên bạn hiền. Dùng vàng dùng bạc dùng tiền, mua quan đoạt vị làm hiền bề trên. Qua đêm tay này kề bên, nó thừa cũng răng ơn đền thiết ta. Nhậu nhẹt sớm tối cắt ca, trà đình mà tửu điếm cho mà tỏa thân. Bề trên đêm ngày tối sớm chiên cần già thưa, chớ đầu nhớ nhớ bạn xưa. Hồi nào sống khổ muối dưa qua ngày, còn thêm lên mặt ta đây. Quê tiền quê của dòng này giàu sang, hồi nào ăn ở chẳng ăn, bây giờ sung sướng sang ăn tách đò. Sống thời được phước trời cho, mà quên ăn nghĩa chẳng lo sao.
sau này. Phải sống đủ đức đủ tài, tích xưa dương lễ mà cài, vợ con cháu long nàng đã lo tròn, thay chồng nuôi nắng vẫn còn tiết trinh, lưu bình sống chữ chữ tình, vừa ăn vừa học bản mình châu long. Bao phen bình tỏ với long, bình anh thi đổ đồng phòng mới an, đêm ngày thi cử rõ ràng, vinh quy bái tổ hai hàng quân theo. Tới đây cửa lớn quân trình, dương lệ ra đón lưu bình dặn em. Tỏ tường anh chẳng nhìn em, châu long xuất hiện chuyện đêm tỏ tường, thay chồng em tỏ tình thương, giúp anh ăn học qua trường đỗ thi. Ngày nay bái tổ vinh quy, dương lễ đền đáp những gì cho anh. Chớ đau như kẻ tham danh, được người nâng đỡ quên anh năm nào. Thế đời lâm cảnh nghẹn ngào, nghèo hèn đốn mặt đời nào, anh nghe thương cho cuộc sống bọt bèo, dẫu có nói đúng ai theo bên mình. Sống đời phải giữ tâm tình, đừng cho mình đủ nhà mình giàu sang, giàu nhân giàu nghĩa giàu tình, giàu tiền giàu bạc quên mình là ai. Chắc vì anh đủ được hai tiền tình phước đức, ai ai cũng tùng. Ngày xưa tích kể thạch sùng, Dương gia bá hộ họ Phùng, một bên của tiền sẵn có đôi nền, thách người nghèo khó mà lên mặt đời. Khoe của so sánh dậy thời, nếu ai thua đặng sống đời ẩn danh. Bỏ hết của cải sẵn dành, đem ra cá đồ với anh xóm giềng. Khoe bạc rồi lại khoe tiền, khoe nhà khoe hết đất điền gia nô, đến chừng khoe mỗi cái tô, mé kho không có thì cô đơn rồi. Bây giờ trốn chạy liên hồi, bị trời đánh chết luân hồi súc sanh, đêm ngày sống với nhà tranh, nửa đêm tắt lỡ thôi đành ăn thân. Có phước thì lại có phần, thôi tu cho đặng mà gần tánh linh. Chuyên tu thì phải được thiên long thần hộ pháp đưa duyên nhân hiền. Ngày xưa quả bao nhãn tiền, bây giờ công quả liền liền theo tay. Ai mà ăn ở tháo ngay, bây giờ bị khổ sau này thanh thơi. Bây giờ vui hát lá lời, mai sau khổ quá cuộc đời bi quan. Bi quan thì sống lỡ làng, uống đi một kiếp dương mang nỗi buồn. Sợ đời cũng lắm cái tuồng, hát dèo hát bội vui buồn rõ thông. Kẻ nào ăn trước ơn đền, gian manh kế độc kề bên ninh thần. Sao rồi chết thảm mất thân,
thân bại danh liệt ai gần bên đâu. Những anh kết nọ khổ sầu, hạ màn kết cuộc là giàu nghĩa nhân. Thì được công lý ăn cần, rước người về đến lành phần tới lai. Cho nên khuyên tỏ cùng ai, trước thời cơ cực có ngày vinh quang. Bây giờ một chút cơ hàng, ráng lo tu nguyện thiên đàng bên ta. Bây giờ sống chẳng tiếc ta, mai sau sẽ thấy tâm mà đau thương. Nay vì thương hết bốn phương, thiện hảo nói nhỏ đưa đường cho đi. Đi đường tranh tiếng quân tri, đi làm người thiện những gì đã khuyên. Đôi dòng lưu để tặng miền, mai sau có được nhắn tiền cháu con. Nếu đời này chẳng chưa tròn, cố gắng trao sữa thì còn đời sau. Ai người nghe được cơ cầu, nghiêm suy mà ngắm tỏ nhau thì này. Tuy là chưa trọn ý sâu, đôi ba dòng chữ thêm câu giúp đời. Làm theo thì được ráng ngời, bây giờ chưa rõ sau đời mới xem. Thiên Hảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này.